sát nghiệp nặng nề, hại là tan nát. Đây là chuyện có thật về nhân quả báo ứng. Trước kia có gia đình một nhà đồ tể tên là Tô Thị Tải. Ông là người rất chất phác, bình thường lấy việc giết mổ để kiếm sống, cho nên ông giết heo vô số. Tuy số tiền Tô Thị Tải kiếm được qua nhiều năm giết heo không phải là ít, nhưng nhà cửa cũng chẳng dư dả được chút nào. Chuyện gì vậy? Vừa nãy thằng hai mối về, nó lại lấy hết tiền trong nhà đi rồi. Hả? Hay, tôi gây ra tội nghiệp gì vậy trời? Đứa con thứ của Tô Thiệu Tải là đứa phá gia chi tử, vung tiền vào trò hút sách. Cả ngày anh ta lê la nơi hút thuốc cùng với đám bạn hút sách của mình. Anh ta thường về nhà xin tiền, xin không được thì trộm, trộm không được thì cướp, thậm chí còn đánh đập cả cha mẹ. Hai đứa con trai Tô Gia đều chẳng thể trông cậy được. Hai ông bà thường giờ đến đứa con gái kế đã lấy chồng tên là Thúy Hoa, liền chuyển đến ở nhà người con gái. Cô con gái Thúy Hoa rất hiếu thảo với cha mẹ. Chàng rể Phùng Lợi Sanh cũng là người chất phác, cũng làm nghề đồ tể. Anh ơi, nhanh lên, ba mẹ đến rồi. Được rồi, anh ra đón ba mẹ liền. Ba mẹ tới rồi. Mẹ, mẹ xuống xe cẩn thận. Tới đây rồi, ha ha ha. Dạ, con chào ba. Ba mẹ đi xe đường xa nhiều ngày cũng mệt mỏi rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi thôi. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận nhé. Các con ơi, ông bà ngoại đến rồi nè. Các con mau tới chào ông bà ngoại đi. Cô con gái Thúy Hoa sinh được ba người con. Người con trai lớn thân thể yếu đuối, đứa con trai kế thì bị thần kinh không được bình thường, đứa con út rất lanh lợi, đáng yêu. Cả ba đều được ông bà ngoại thương yêu, nhưng hết lần này đến lần khác, tai họa cứ giáng xuống nhà họ Tô. Đầu tiên, đứa con trai thứ mắc bệnh khó chữa, rồi chết yểu. Không lâu sau, bệnh phổi của đứa con trai lớn Tô Gia càng ngày càng trầm trọng, liên tục ho ra máu. Cũng nhắm mắt xuôi tay mà đi, tàn tóc hai lần ba lượt tìm đến nhà. Phùng Lợi Sanh dựa vào nghề đồ tể mà kiếm sống. Không ngờ mấy năm sau, con trưởng của Phùng Lợi Sanh bệnh nặng mà chết. Đám tang lễ lớn vừa xong, đứa con thần kinh của Phùng Lợi Sanh cũng chết. Sao thế? Nhà họ Phùng lại có đám tang nữa à? Ông chưa biết sao, hai đứa con nhà họ Phùng chết rồi. Năm nay nhà họ Phùng chết nhiều người quá. Dân quốc năm thứ 31, quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc, Giang Nam bị dày xéo. Phùng Gia vì đi tránh chiến tranh loạn lạc, Thúy Hoa và con trai út chạy đến nhà ngoại lánh nạn. Khi họ đến nhà thân thích lánh nạn, chỉ còn Phùng Lợi Sanh ở lại giữ nhà. Sau khi chiến tranh chấm dứt, người vợ của Phùng Lợi Sanh, Thúy Hoa và con trai dắt nhau về lại quê cũ, lại thấy nhà cô đã bị phá hủy hết. Phùng Lợi Sanh cũng không biết đã đi đâu. Cô ấy không phải là Thúy Hoa sao? Cô ấy trở về rồi. Vương đại ca, chuyện này là sao vậy? Nhà cô bị lính Nhật đốt. Vậy Phùng nhà tôi đâu rồi? Ông chủ Phùng chết thảm lắm. Sau khi lính Nhật bắt anh ấy đi, dùng dây trói chặt tay chân, rồi đẩy anh ấy rơi xuống vực sâu sườn núi chết rồi. Hả? Chết thảm giống như heo bị trói, chính là hiện báo của đời này giết heo vô số. Thúy Hoa còn biết sau này mẹ của cô cũng lâm nạn, vì nghèo đói lại không ai chăm sóc nên sinh bệnh mà chết. Cho tới giờ, một nhà họ Tô toàn bộ đều chết hết, tuyệt tử tuyệt tôn, mà Phùng Gia chỉ còn lại người con dâu, không còn ai để nương tựa, cùng đứa con nhỏ cải giá theo chồng khác.
Nghĩ lại chủ hai nhà thơ Phùng cũng không phải vườn gian ác, đối với hàng xóm rất thân thiết, hòa ái, trọng tình trọng nghĩa. Vì sao hai nhà lại gặp bất hạnh như vậy? Không những nhà tan người mất, cuối cùng lão Phùng cũng chết thảm giống như heo bị chết trói. Có thể thấy sát sanh tạo tội rất nặng, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nhà của họ gặp bất hạnh. Khuyên bảo mọi người lấy đây làm gương, phát tâm giữ giới không sát sanh để tránh phải thọ quả báo ác. Báo ứng, đúng là báo ứng mà.